Phúc Thúy xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý khán giả đến với bản tin đặc biệt Tết Tân Sửu 2021 trên kênh FBNC. Thưa quý vị, vậy là năm 2020 đã chính thức khép lại. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm lại 10 sự kiện nổi bật đã ghi dấu ấn trong năm 2020 của Việt Nam. Quý vị thân mến, năm 2020, cả thế giới đối diện với cuộc khủng hoảng mang tên COVID-19. Việt Nam cũng không nằm khỏi vòng xoáy này. Ngày 23 tháng 1 năm 2020, Việt Nam chính thức ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên và mở đầu cho giai đoạn bùng phát đại dịch. Ngày 25 tháng 7 năm 2020, Việt Nam tiếp tục bùng phát đợt dịch thứ hai sau 99 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng kể từ khi xảy ra đợt dịch đầu tiên. Trong cuộc chiến với COVID-19, Việt Nam đã tiến hành một cuộc chiến chống lại kẻ thù vô hình bằng cách huy động mọi nguồn lực của mình, bao gồm cả quân đội và hàng loạt biện pháp nghiêm ngặt để đối phó với dịch bệnh. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi những nỗ lực của Việt Nam chống lại COVID-19 là cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 2020. Ngay từ đầu, chính phủ đã đưa ra những quyết định chắc chắn để ưu tiên và bảo vệ sức khỏe của người dân, ngay cả khi điều đó phải trả giá bằng nền kinh tế. Và sự thật đã chứng minh, việc chọn cách phòng ngừa sớm và có trọng tâm của chính phủ Việt Nam đã giúp đất nước chiến thắng đại dịch. Không chỉ chăm lo cho toàn thể nhân dân đang sống tại quê hương đất nước, chính phủ Việt Nam còn nỗ lực làm việc với đại sứ quán của các quốc gia để đưa những công dân đang sinh sống ở nước ngoài có nguyện vọng trở về. Việt Nam, đất nước kiên cường và bất khuất đi qua bao cuộc chiến để giành độc lập, lại một lần nữa kiên cường trước kẻ thù vô hình COVID-19. Đại dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đã tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó những ngành triệu đô như là du lịch và hàng không đã bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Trong khi năm 2019, ngành công nghiệp không khói lập nhiều thành tích về lượng du khách cả quốc tế và nội địa, thì đến năm 2020, dưới tác động của đại dịch COVID-19, một màu sắc ảm đạm đã bao trùm toàn ngành. Hàng ngàn công ty du lịch, lữ hành, dịch vụ không thể cầm cự nổi và dẫn đến phá sản. Ngay sau khi đợt dịch thứ hai đi qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã khởi xướng kế hoạch Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam để kích cầu du lịch nội địa, cứu cánh cho toàn ngành. Chịu chung số phận, ngành hàng không cũng hứng chịu vô vàn những khó khăn bởi cú đấm mang tên COVID-19 khiến toàn ngành đóng băng. Hai thương hiệu hàng không lớn nhất Việt Nam là Vietnam Airlines và Vietjet đều đối diện với những khoản lỗ khổng lồ. Trong đó, Vietnam Airlines dự kiến lỗ trong năm 2020 là hơn 15.000 tỷ đồng. Trước tình hình này, Quốc hội nhất trí với đề nghị của chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá 2 lần cho tổ chức tín dụng, không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt, để cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do tác động của hiện tượng La Nina, trong khoảng 20 ngày đầu tháng 10 thì miền Trung đã ghi nhận đợt mưa kỷ lục. Nhiều nhà khí tượng cho rằng đó là hiện tượng mưa lũ dị thường bởi mực nước trên các sông đều đồng loạt vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Sau 21 năm, miền Trung lại hứng chịu một trận đại hồng thủy kinh hoàng. Đợt lũ thứ nhất từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 10, các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ hư hỏng cơ sở vật chất, hạ tầng cho đến thiệt hại về người và của. Hàng chục ngàn người dân ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã phải sơ tán. Đợt lũ thứ hai, từ ngày 16 tháng 10, miền Trung tiếp tục chịu tác động của cơn áp thấp nhiệt đới mới trong quá trình biến chuyển thành bão cùng không khí lạnh, không ngừng tiếp nhận các đợt mưa lớn, đợt lũ lụt kéo dài. Một số vùng miền Trung có mực nước vượt qua lịch sử năm 1979-1999, xác lập kỷ lục mới về thiên tai bão lụt. Đợt lũ thứ ba từ ngày 25 tháng 10 với hai cơn bão đổ bộ, đặc biệt cuồng phong nghiêm trọng của bão Malaver gây tổn thương vô cùng lớn. Tiếp nối là đợt lũ thứ tư từ ngày 6 tháng 11 gây biến động toàn miền Trung, đặc biệt chuyển vị trí về phía Nam Trung Bộ. Lũ lụt miền Trung năm 2020 được xem là một đợt lũ lụt lịch sử mới, được đặt mức báo động 4 thuộc về cấp bậc thiên tai nguy hiểm, rủi ro rất lớn của Việt Nam. Ảnh hưởng sâu rộng và tác động gây tổn thất, thiệt hại toàn khu vực, phá hủy, trì hoãn và đẩy ngược nền kinh tế, xã hội của miền Trung Việt Nam với hàng trăm người chết và tang thương khắp nơi.
Vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, đã chính thức có hiệu lực sau khi được Quốc hội của hai bên phê chuẩn. EVFTA được thông qua đã mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU đầy tiềm năng với hơn 500 triệu dân, tổng sản phẩm nội địa GDP khoảng 18.000 tỷ đô la Mỹ. Theo tính toán, hiệp định EVFTA sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với thời điểm chưa có hiệp định. Hiệp định này cũng góp phần đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết với các nền kinh tế hàng đầu trên thế giới, tạo thuận lợi cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, việc Việt Nam phê chuẩn EVFTA vào thời điểm này đã tạo đà cho việc phục hồi kinh tế trong nước sau đại dịch COVID-19. Quý vị thân mến, sau một chặng đường dài 8 năm thì Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, gọi tắt là RCEP, đã được ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020, bao gồm 15 quốc gia, trong đó có 10 nước thuộc khối ASEAN và 5 quốc gia mà ASEAN có Hiệp định Tự do Thương mại, gồm Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Hiệp định RCEP với thị trường 2,2 tỷ người tiêu dùng và tổng GDP 26,2 ngàn tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 30% GDP toàn cầu, tạo nên một khối tự do thương mại lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến. Các quốc gia thành viên sẽ tham gia vào một thị trường mở về hàng hóa, dịch vụ, cơ hội đầu tư, thương mại, trong đó các thủ tục hải quan được đơn giản hóa. Trong bối cảnh của đại dịch COVID-19 bùng phát, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu cùng với xu hướng bảo hộ mậu dịch đang nổi lên, việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam và tất cả các nước tham gia đàm phán Hiệp định, sẽ tạo ra một thị trường xuất khẩu ổn định dài hạn cho Việt Nam, qua đó góp phần thực hiện chính sách xây dựng nền sản xuất định hướng xuất khẩu của ta. Thưa quý vị, năm 2020, dù nền kinh tế chịu áp lực của đại dịch nhưng vẫn ghi nhận rất nhiều tin vui, đặc biệt tăng trưởng kinh tế Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. Với tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, Việt Nam thuộc nhóm các nước có tăng trưởng cao nhất thế giới. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội thì đây là thành công lớn. Đại diện IMF còn cho rằng kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục trong năm 2021 với GDP đạt 6,5%, lạm phát ở mức 4%. Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới, IMF cũng dự báo trong năm 2020, khi đại dịch COVID-19 hoành hành, sẽ chỉ có 4 trong số 50 nền kinh tế lớn nhất có được sự tăng trưởng về GDP bình quân đầu người, trong đó có Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng khẳng định, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng, Việt Nam là nước có mức tăng trưởng dương cao nhất so với 5 nền kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Á, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới và được thế giới đánh giá cao. Năm 2020, ngành nông nghiệp Việt Nam đã ghi dấu ấn lớn trên thị trường quốc tế khi xuất khẩu gạo của Việt Nam đã vươn lên vị trí số 2 thế giới, vượt qua Thái Lan. Trong khi nhiều mặt hàng nông sản sụt giảm mạnh về xuất khẩu do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì xuất khẩu gạo lại ngược dòng, tăng trưởng cao nhất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, với khối lượng và giá trị gạo xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2020, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây do nhu cầu trên thế giới tăng cao, trong khi nguồn cung từ Ấn Độ và Thái Lan vẫn bị hạn chế. Bên cạnh đó, chất lượng gạo Việt Nam, đặc biệt là mặt hàng gạo thơm, được nâng cao cũng hỗ trợ đẩy giá gạo Việt Nam xuất khẩu tăng. Ở lĩnh vực công nghệ, năm 2020, Việt Nam đã tiến hành thử nghiệm thương mại mạng 5G, chạy đua với sự phát triển của các nước. Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép thử nghiệm thương mại mạng và dịch vụ viễn thông 5G cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone và Vinaphone tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Dự kiến quá trình thương mại hóa mạng 5G tại Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2021. Việc sớm thương mại hóa 5G ngoài việc sẽ giúp Việt Nam mở ra cơ hội phát triển cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực công nghệ cao mà còn giúp bài toán về việc đưa Internet đến vùng sâu, vùng xa cũng sẽ được giải quyết, khi tốc độ 5G có thể giúp thay thế Internet cáp quang. Bên cạnh đó, trong năm 2020, Vinsmart đã phát triển thành công mẫu điện thoại thông minh Vinsmart
Aris 5G, trở thành công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công thiết bị đầu cuối hỗ trợ công nghệ 5G. Vsmart Aris 5G là sản phẩm đầu tiên trên thế giới sử dụng nền tảng thiết kế dạng modern, cho phép thiết kế phần cứng linh hoạt, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, hỗ trợ hầu hết các dải tần số sử dụng tại các thị trường trên thế giới. Năm 2020 là một năm Việt Nam đạt được rất nhiều thành công trong lĩnh vực ngoại giao, tiêu biểu là việc hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN. Trong một phần tư thế kỷ gắn bó với ASEAN, Việt Nam luôn tích cực, chủ động tham gia có trách nhiệm và để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Năm 2020, Việt Nam vinh dự đảm nhiệm những trọng trách lớn ở cả tầm khu vực và quốc tế, trong đó nổi bật là vai trò Chủ tịch ASEAN. Việt Nam, với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, đã thể hiện vai trò mẫu mực và đã cho thấy với sự đoàn kết và nỗ lực tập thể, ASEAN có thể vượt qua bất kỳ thách thức nào và tiến tới hiện thực hóa tầm nhìn và ưu tiên như đã đề ra. Với hơn 80 văn kiện đã được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, đây được coi là hội nghị có nhiều văn kiện nhất được thông qua kể từ khi có tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN. Thành công nổi bật trong việc tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN 2020 cũng đã giúp Việt Nam trở thành khách mời đặc biệt của Hội nghị Thượng đỉnh G20. Thưa quý vị, ở lĩnh vực thể thao thì Việt Nam cũng đã ghi dấu ấn mạnh trên trường quốc tế và đang chuẩn bị gấp rút cho việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 sẽ diễn ra trong năm 2021. Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 và Đại hội Thể thao Người Khuyết Tật Đông Nam Á lần thứ 11, ASEAN Para Games 11 là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, diễn ra 2 năm một lần với sự tham dự của các nước ASEAN. Đây là lần thứ hai, thủ đô Hà Nội trở thành địa điểm chính thức đăng cai tổ chức SEA Games và ASEAN Para Games. Ngày 21 tháng 11 năm 2020, chương trình khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 đã chính thức được tổ chức. Càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức vào đúng thời điểm một năm tiến tới khai mạc SEA Games 31 ngày 21 tháng 11 năm 2021. Quý vị thân mến, đó là 10 sự kiện trong nước nổi bật trong năm vừa qua. Những đánh giá về triển vọng 2021 sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Thúy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.